Mời các bạn nghe chuyện đại quản gia là Ma Hoàng chấp 951, 952, 953. Hơi ngốc trệ một chút, nhìn bộ dáng ngây ngốc của mọi người, người kia không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lần nữa thật sâu bái hạ nói, khởi bẩm gia chủ, cổ nhất phàm này thật là trí dũng song toàn. Là một anh hùng, lúc những người chúng ta tìm thấy hắn, hắn cho dù toàn thân trọng thương, cũng vẫn như cũ che chở nhi tử không thả, thật là khiến người khâm phục. Đây cũng không phải vấn đề trí dung song toàn, đây thực là thần tích buông xuống. Ra mặt rút rút, thượng quan phi hùng giật mình rất lâu, không khỏi phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Vẻ mặt cảm thán nói: Một cửu kiếm vương đã có thực lực hoàng tảo thiên hạ, bây giờ lại có hai kiếm vương cùng liên thủ, càng thêm không gì địch nổi. Bách lý kinh vĩ là đệ nhất cố vấn của kiếm tinh đế quốc, tài trí không người có thể đụng. Nếu là có thể lấy mưu trí phong kiếm vương, hắn giờ đây chắc cũng là một trong cửu kiếm vương. Tổ hợp ba người như vậy, mưu trí kết hợp cùng thực lực không chê vào đâu được, là tồn tại gần như vô địch, vẫn như cũ bị một hài tử thần chiếu cảnh đùa bỡn trong lòng bàn tay, chạy thoát, chuyện này. Khoe miệng nổi lên một nụ cười bất đắc dĩ đáng chát, thượng quan phi hùng không có tiếp tục nói hết, chỉ là trong mắt ngăn không được phát lên từng đạo xót thương. Ai, chúng ta sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia, không dám tùy tiện mặt đối mặt với đối thủ, chẳng lẽ là dễ đối phó như vậy sao? Vẫn là nói, đệ nhất thị tộc của Đông Châu chúng ta, cao thủ như rừng, thế mà so ra kém một vãn bối thần chiếu sao. Ha ha ha, buồn cười, buồn cười a, à, làm cho cười cho thiên hạ. Buồn cười chúng ta lúc trước vì cướp kiếm, tổn binh hao tướng, kết quả bây giờ lại dưới mưu đồ của một đứa bé, lại dễ dàng tới tay như vậy, còn toàn thân trở ra, cái này, ha ha ha. Thượng quan phi hùng hung hăng lắc lắc đầu, trên mặt đều là vẻ mất mát. Tuy bọn họ tha thiết ước mơ trùng thiên kiếm đã trong tay, hẳn là khải hoàn mà về, vinh quy quê cũ nhưng trong lòng bọn họ lại sinh không nổi một tia đắc ý gì, lại như có đồ vật gì, bị đoạt đi vậy. Không sai, chính là đối thủ. Trùng thiên kiếm này không phải dùng thực lực cùng mưu trí của bọn họ để cướp được, mà chính là một vãn bối đoạt được, lại đến bán cho bọn hắn. Bọn họ từ đầu đến cuối không thắng qua thượng quan phi vân mảy may, ngược lại là đứa bé kia, tại trong vòng tranh đấu này, đối mặt cao thủ trùng điệp, liên tiếp đại thắng, đùa dớn đối thủ trong lòng bàn tay. Phải biết, thượng quan phi vân là phản đồ của thượng quan gia bọn họ đối thủ của thượng quan gia bọn họ nhưng kết quả lại muốn mượn mưu kế của tiểu bối mới thắng được cái này chẳng phải nói thượng quan gia bọn họ không người toàn cả gia tộc cũng không bằng một tu giả thần chiếu cảnh sao vừa nghĩ đến đây lại nhìn thấy biểu tình xuống dốc của gia chủ cho dù mới lấy được thần kiếm mọi người vốn đang cao hứng bừng bừng lúc này cũng không nhịn được mà cúi thấp đầu cũng không vui vẻ nổi nữa đối với thắng lợi không thuộc về mình cho dù ngươi đem cúp cho hắn, hắn cũng sẽ không mấy hào hứng tiếp nhân. Nhặt được đồ vật, so đạt được đồ vật, càng làm cho người khác khó lòng tiếp nhận. Dù sao để nói, còn chứng minh ngươi có đối thủ, chỉ bất quá người ta không thèm để ý thắng lợi, đem thắng lợi nhường cho ngươi mà thôi, đây là một loại vũ nhục, nhưng cũng coi như thừa nhận, bởi vì có người tranh với ngươi. Như là nhặt được, lại là trần trụi coi thường, người ta căn bản không nhìn nhìn, thậm chí đều không nhớ rõ ngươi. Cầm thắng lợi như vậy ở trong tay, trong lòng không phải nhục nhã, mà là trống rỗng, cảm thấy cả người đều không quan trọng. Giờ này khác này, bọn họ có cảm giác này, bọn họ tin tưởng, khi đọ sức cùng thượng quan phi vân, trong mắt thấy, trong lòng nghĩ đến, nhất định chỉ có cổ nhất phàm kia. Còn thượng quan ra, hừ hừ, một đám qua đường, không quan trọng. Cổ nhất phàm, một vãn bối thần chiếu cảnh, lại giống như một ngôi sao trổi hàng thế, xuất hiện trước mặt bọn hắn, lại trong tích tắc đem cả vinh dự gia tộc đều không sót lại gì. Tuy hắn thay bọn họ cầm về trùng thiên kiếm, nhưng bọn hắn lại không biết cảm kích hay là nên. Ai? Hiểu rõ tâm tình riêng của mọi người, riêng gia chủ thượng quan phi hùng, một trong ba vị cung phụng trí cường, không khỏi khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ đầu vai hắn nói. Phi hùng, tốt xấu gì trùng thiên kiếm cũng đã trở về, hành trình tới Trung Châu lần này của chúng ta đã có thể toàn thân trở ra, cũng coi như một chuyện tốt. Những tục vật như mặt mũi, danh tiếng, vinh dự, một người cả đời mất đi mấy lần, cũng không cần lại để ý. Ta minh bạch, thân là gia chủ, trước mặt đại nghĩa của gia tộc, những thứ này đều không trọng yếu. May mà tổn thất lần này của chúng ta rất nhỏ, có thể bình yên vô sự tình kết chuyện này, đã là kiếm lớn, lão phu còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Chỉ là... Nói đến đây, sắc mặt thượng quan phi hùng nghiêm một chút, lại thở dài một tiếng, nhìn về ngọn núi hồng nhật kia. Bất giác buồn bã nói, chỉ là qua việc này, ta thỉnh thoảng đều suy nghĩ, lão phu tư chất làm gia chủ hay không. Ban đầu ở trong vương phủ, Phi Vân nói rất đúng, luận thực lực cùng tiềm chất, ta đều không bằng hắn, luận bá lực, ta do dự thiếu quyết đoán, khó thành đại sự, không giống hai vãn bối bách lý kinh vĩ cùng cổ nhất phàm, quyết định thật nhanh, tính trước kỹ càng, luận mưu trí, lần này cổ nhất phàm cùng bách lý kinh vĩ đối trọi gay gắt, càng làm cho ta mở rộng tầm mắt, tính tính liên tục, ta có vô vàn lỗ hồng A, tâm cơ mọi người đều vô cùng khó lường, không người có thể do. So. Có khi ta đang nghĩ, nếu lần sau lại đấu với dạng người tài trí như Bách Lý Kinh Vĩ này, có lẽ ta sẽ đem mạng của tất cả mọi người bồi vào, đây là tội nghiệp lớn cỡ nào à. Tóm lại, Thượng quan Phi Hùng ta, Trung Quy là một người bình thường, không có bao nhiêu tài năng, nếu tiếp làm gia chủ, sẽ làm ả việc có lợi với gia tộc hay có hại càng nhiều hơn đây. Ha ha ha, đại khái ở trên tay ta, gia tộc cũng không phát triển được nhiều. Riêng lần này, ta thấy cổ nhất phàm tiểu tử này xuất thủ, tuy nói rất cay, bất kể thủ đoạn, liền bom người đều phóng ả được, nhưng hiệu suất lại cực kỳ cao. Lại thêm Yên Nhi đối với hắn có ý tứ, nếu ta có thể đem hắn mời làm ở rể, lại đem gia chủ chi vị truyền cho hắn. Đối với thượng quan gia chúng ta mà nói, đây là lợi lớn a, ít nhất hắn càng có thực lực này hơn lão phu. Thật sâu nhìn lấy hắn, tên kia cung phụng trầm ngâm một chút, đạm mạc lên tiếng, "Phi hùng, năng lực của ngươi có hạn, lúc đó mấy lão già chúng nhất thanh nhị sở, nhưng vì sao sẽ còn một đám đề cử ngươi làm gia chủ, ngươi biết không?" lúc đó người thừa kế chỉ có ta cùng phi vân phi vân lại quá mức cuồng ngạo liên tiếp phạm sai lầm lông mày hơi nhíu thượng quan phi hùng suy nghĩ một chút thì thào lên tiếng thế nhưng tên cung phụng kia lại chậm rãi lắc đầu khẽ cười nói người không phải thánh hiền ai có thể không qua chúng ta sao lại vì một chút việc nhỏ như thế thì không cho cơ hội để hắn tiếp nhận vị trí gia chủ mà thượng quan phi vân xác thực có tư chất hơn người chúng ta lúc đó cũng đã tranh luận rất kịch liệt như vậy vì sao thượng quan phi hùng vẫn không hiểu tên cung phụng lại là thản nhiên cười từ chối cho ý kiến nói nhân gian đế vương lập lớn không lập ấu lập dung không lập ngạo cái trước là vì trật tự của hoàng gia tránh cho cung đình đấu tranh mà thiết lập cái sau thì là theo nhân tính tránh cho thiếu sót lớn mà thiết lập thành tích tầm thường tuy không lóa mắt nhưng cũng sẽ không xông ra mầm tay vạ bao lớn chỉ cần tìm một năng thần phụ phụ tá cũng có thể chấn hưng thiên hạ thế nhưng là người kiệt ngạo tự nhận mới trải qua người coi trời bằng vung Trung ngôn không thể khó nghe, tự nhiên cũng có thể xông ra mầm tay vạ vô cùng lớn. Không thể nói được liền có nguy hiểm diệt tộc hủy nước. Bởi vậy hoàng tử của các đời đế quốc nếu không có tài đức thì thà lập tầm thường cũng không lập kẻ ngạo mạn. Tóm lại đức chữ làm đầu, đây là tiên hiền dạy, không được vượt qua. Thật sâu nhìn cung phụng kia một cái, thượng quan phi hùng gật gật đầu. Rốt cuộc minh bạch thì ra là thế. Lúc trước quyết định đem phi vân bài trừ là sợ hắn tùy tiện cùng ngạo làm ra những chuyện quá mức liên lụy toàn cả gia tộc hủy diệt A. Nói như vậy, đức hạnh của tiểu tử cổ nhất phàm này. Ai, đức hạnh của tiểu tử này cũng không tệ lắm. Thế mà, lời thượng quan phi hùng còn chưa dứt, tên cung phụng kia đã khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy màu sắc thần bí. Không khỏi sững sờ, vẻ mặt thượng quan phi hùng rất là kỳ lạ, nhị cung phụ, ngươi nói cái gì, đức hạnh của hắn tốt, ta làm sao không nhìn ra. Ha ha ha, ngươi nếu là nhìn ra, Bên cạnh ngươi làm sao sẽ có loại bại hoại như Thượng Quan Ngọc Lâm." Phi Hùng A nhìn ngươi không thể nhìn vẻ bề ngoài, kẻ này mặc dù ác, nhưng tâm địa không lệch ra. Đừng đem ác cùng tà nhập làm một, tà là đi lệch ra đường của chính mình, nhưng đường của hắn đi lại rất rất khá. Trong mắt tràn đầy ánh sao sáng láng, vị cung phụng trí cường kia không khỏi khẽ cười nói, tiểu tử này mặc dù không từ thủ đoạn, lãnh khốc vô tình, nhưng cũng rất coi trọng tình thân, không giống làm bộ. Hắn chỉ là vì hoàn thành mục đích khác mới đi cùng chúng tác mà thôi, cũng không có làm ra chuyện vô sỉ bỉ ổi gì. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, hắn có thấy lợi quên nghĩa sao? Hắn có béo nhờ nuốt lời sao? Mấu chốt nhất là, hắn vẫn là một người cha hiền lành, vì thân tử mà bất kể hết thảy, xấu có thể xấu đi đến nơi nào. Lão phu cũng đã gặp qua người so với hắn còn tệ hơn, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, sau lưng cốt nhục tương tàn. Ác nhân quanh minh chính đại như vậy, chúng ta cũng không ngại kết giao một chút. So với hạng người tiểu nhân âm hiểm tốt hơn nhiều. Thật sâu nhìn hắn, Thượng Quan Phi Hùng suy nghĩ rất lâu, cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy a, à, tiểu tử này chỉ có cùng mục đích với chúng ta ra, làm việc tựa như đều 10 phần thoải mái, cũng rất hợp khẩu vị của lão phu, có thể xưng quân tử trong ma, cũng không đủ a. À. Nói như vậy, lão phu dự định. Ai, Phi Hùng, dự định kia của ngươi coi thôi đi. Thế mà, đúng lúc này, cung phụng kia hung ác khoát khoát tay, đánh gãy hắn. Bất đắc dĩ nói, nếu ngươi muốn chiêu tiểu tử kia tới làm con rể, chưa chắc không thể. Mà xét từ lợi ích gia tộc, có một gia nhập như thế, coi như là có lợi ích rất lớn, quả dệt hoa trên gấm. Nhưng nếu muốn đỡ hắn làm gia chủ, ha ha, vẫn là quên đi. Vì sao? Hắn chắc so lão phu làm càng tốt hơn, chẳng lẽ cũng có mưu tính trong lòng. Không, lòng hắn rất chính, chỉ là ngược với chúng ta mà thôi, một ma đầu đi đường ác, trên con đường này lên, đừng nhắc tới chính chậm rãi lắc đầu, tên cung phụng kia sâu xa nói, chỉ là bóng lưng của hắn, quá mức cô độc, không thích hợp làm gia chủ. Cô độc. Đúng vậy a, à, vạn sự không oanh tại hoài, trong mắt trừ nhi tử của chính mình ra, cũng không có người khác, càng không có quá nhiều cảm tình. Người như vậy, làm sao có thể dẫn dắt toàn tộc. Không khỏi thở dài một tiếng, tên cung phụng kia bất đắc dĩ nói, nhất tộc chi trưởng, mặc kệ lớn nhỏ, trên thân gánh vác vận mệnh của một tộc, trong lòng sinh tử của tộc nhân. Nhưng trong tâm lý, chỉ có con một, không có những việc khác. Tuy nói là người từng trải, nhưng tuyệt không phải nhân tuyên thích hợp cho vị trí gia chủ. Nếu định vị cho hắn, trong đế quốc, tương tự như Bách Lý Kinh Vĩ, Kinh Thế Trị Quốc, một nước trì tướng. Trong gia tộc A, là trợ thủ đắc lực của gia tộc, quản lý trăm chuyện trong tộc, chức vụ đại quản gia, trừ hắn ra thì không còn ai khác. Mí mắt nhảy nhót, Thượng quan Phì Hùng nghe được lời này, trong lòng trầm ngâm một chút, cũng hơi hơi gật gật đầu. Sao thực như thế, trong mắt của hắn quá cô đơn, rất khó chống lên trách nhiệm quá lớn, hắn giống như một hiệp sĩ độc hành, vĩnh viễn cô độc đi trên đường của mình. Nhưng mà, một tu giả, chỉ cùng thiên địa câu thông, đây không phải là phẩm chất hắn đang cần sao. Chân thế quá nhiều tục vật, ngược lại trở thành trở ngại trong việc cảm ngộ thiên địa. Nói như vậy, tránh thức đang đi tà đạo, không làm việc đàng hoàng, chẳng phải là chúng ta sao. Đây trời tuyết lớn, che khuất cả bầu trời. Khoảng cách trận chiến lần trước của Trác Phàm đã qua một tháng có thừa, vốn là mùa thu thanh lãnh bây giờ đã lặng lẽ ly biệt, mùa đông tuyết bay đầy trời ở Phi Vân Thành của Trung Châu. Nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, bị mây đen tầng tầng che chắn, ngay cả một tia ánh sáng mặt trời đều không lọt qua, trong căn phòng răng đèn đuốc sáng trưng hao lệ của Đan Thanh Sinh, bên chân là một lò lửa than, nhâm nhi phẩm trà thơm trong tay, khóe miệng thỉnh thoảng xẹt qua một đường cong khó hiểu. Đan lão, lúc đó nếu tiểu tử gặp đại nạn mời ngài ra tay hỗ trợ a à. tiểu gia hỏa lão phu cũng không dám mạo hiểm vì ngươi yên tâm đi vãn bối cũng không làm khó ngài lúc đó chỉ cần ngài tự tay xuất thủ kết liễu tánh mạng của tiểu tử thì tiểu tử liền thoát chết a à. ha 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 tiểu gia hỏa không biết ngươi bây giờ đến tột cùng đã chạy trốn được chưa a à? mùa đông buông xuống tuy một kiếm kia của lão phu cố ý bổ lịch ra nhưng uy lực cũng sẽ chắc làm ngươi bị thương thương thế do chảm long kiếm kình gây ra rất khó khỏi hẳn lại trong thời khắc giá rét này, ngươi phải thật bảo trọng a. À? Trong đầu hồi tưởng lại ước định lúc trước, lần nữa Đan Thanh Sinh nâng lên chung trà, phẩm một miệng trà thơm, trong mắt lại lộ ra một chút ý cười ấm áp. Ai, tên tiểu gia hỏa còn chưa tin lão phu, ban đầu ở trong mật thất cùng thượng quan phi vân, mình còn cố ý nhắc nhở một phen, ha ha, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. A, à, Trảm Long Kiếm Vương, có cái gì chuyện cao hứng như vậy, cũng nên nói ra để bản tướng vui cùng một chút thật khó để nhìn thấy nụ cười nhẹ nhóm như vậy của chảm long kiếm vương a ha 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 một tiếng cười to vang lên từng đôi hộ vệ nối đuôi nhau mà vào cung kính thi lễ mà xung quanh bách lý kinh vĩ người khoác lông trồn chậm chậm mà vào thẳng ngồi đến bên cạnh của đan thanh sinh cười nhạt ra tiếng thượng quan phi vân cũng cùng theo vào ngồi xuống sát bên hắn bắt chéo chân lên buồn bực ngán ngẩm nói đúng vậy a à, đan huynh, có chuyện tốt gì không bằng nói ra để mọi người cùng cao hứng một chút cũng tốt dù sao trong một tháng đến bản vương lại rất buồn bực a à. ha 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 thần kiếm bị cướp phúc địa bị hủy ngươi đương nhiên sẽ phiền muộn mỉm cười một tiếng lúc này đan thanh sinh lấy ra một cái ngọc giản đưa tới cầm lãnh địa của ta truyền tin tức đến nói đã nhìn thấy tung tích của thượng quan ra hỏi ta bây giờ nên làm sao cái gì không khỏi giật mình thượng quan phi vân vội vàng cầm ngọc giản xem xét lại trở nên khẩn trương đám người kia thế mà chạy đến chỗ của ngươi Thế nhưng đây cũng không phải phương hướng Đông Châu A, mà là Bắc Châu A, bọn họ đến đó làm gì? Hẳn là không dám trực tiếp đi về từ phía Đông, nên đi đường vòng đến Bắc Châu đi. Trong mắt lóe lên tinh mang, Bách Lý Kinh Vĩ cũng cầm lấy một ly trà, không nóng không lạnh mà nhâm nhi. Trong lòng khẩn trương, Thượng quan Phi Vân chặn lại nói, Thừa tướng đại nhân, chuyện này nên làm sao cho phải. Không có cách nào. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ cũng than nhẹ một tiếng, khu vực ở Trung Châu quá lớn, thượng quan ra một khi đã ẩn tàng, xác thực rất khó bắt rõ được hành tung. Tuy nói bản tướng đã phát thông báo, cáo chi các đại kiếm vương ở Trung Châu cửu vực, nhưng cũng không biết được hành tung cụ thể, các kiếm vương cũng không thể nào tìm tòi được. Lại thêm có nhiều kiếm vương quen thói biếng nhác, ngay cả đất phong của mình cũng không ở, liền càng thêm khó làm. Ách, bách lý thừa tướng, nhưng ta là do ngươi tìm đến. Chảm long kiếm vương, ta không nói ngài, ta đang nói tên nghiện rượu như mạng kia, tử kiếm tiên trong mắt lóe lên tinh mang bách lý kinh vĩ hung hăng khẽ cắn môi thở dài lên tiếng thân là kiếm vương lại thường xuyên chạy đến các nơi nhắm nháp các loại rượu ngon không để ý tới chính vụ quả thực quá ngả ngớn có lúc hắn còn chạy đi khắp bốn châu hư hư thật không biết đem đất phong cho hắn để làm gì chỉ là hành tung bí ẩn của thượng quan gia lần này cho dù hắn về cũng không có tác dụng gì ngược lại chỉ tăng thêm phiền nhìn sâu hắn một cái khóe miệng đan thanh sinh vươn lên mỉm cười ra tiếng nhưng đối với lão già hỏa kia, lão phu lại rất hâm mộ tự do tự tại a à. phi vân huynh mấy ngày nữa chờ hắn trở về chúng ta cùng đi chỗ hắn uống mấy chén có lẽ hắn từ chỗ nào đó đem về không ít rượu ngon đặc biệt đi ngươi muốn thì ngươi đi đi ta cũng không có tâm tình này không kiên nhẫn khoát khoát tay thượng quan phi vân ồm ồm nói ngược lại là mai ngọc giả này ngươi tính trả lời làm sao a à? lông mày nhíu lại đan thanh sinh cười khẽ một tiếng còn có thể trả lời làm sao Bọn họ hỏi Lão Phu nên làm sao, Lão Phu chỉ trả lời cho hai người bọn họ, giao trộn. Lần này thượng quan ra xuất động nhiều cao thủ như vậy, còn có ba lão gia hỏa liên thủ lại có thể so với cửu kiếm vương, Lão Phu cũng không toạn chấn ở đó, bọn họ đi há phải chịu chết. Mở một mắt nhắm một mắt, để bọn hắn đi thôi. Ngươi Thân thể trì trệ, ra mặt thượng quan phi vân co rúm, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, thừa tướng đại nhân, ngươi nhìn thái độ của lão gia hỏa này đi à, rõ ràng không chí khí, chờ đến chỗ của bất bại kiếm tôn, bản vương nhất định sẽ tố cáo hắn, ừ. Dương mắt nhẹ liếc hắn một chút, bách lý kinh vĩ lại là từ chối cho ý kiến cười cười. Ta khuyên thượng quan kiếm vương vẫn là không muốn không phóng khoáng, bởi vì lần này, ta đứng tại trảm long kiếm vương bên này. Biết rõ không thể làm mà lại vẫn làm, là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Nhẹ nhàng đậy nắp bát trà, bách lý kinh vĩ đạm mạc lên tiếng, vốn lùng bắt thượng quan ra cũng là một hành động mất bò mới lo làm chuồng, nghĩ chắc cũng không có tiến triển gì. Hiện tại lại phát hiện hành tung của bọn họ, còn đưa mạng của mấy trăm cao thủ cho bọn hắn, tổn binh hao tướng, cần gì chứ? Tóm lại, lần này chúng ta bại, thua không oán không hối, chuẩn bị chờ lão tổ tông dân dạy đi. Áo. Thế mà, lời hắn còn chưa dứt, một gã hộ vệ đã đang 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 chạy vào, khom người đưa lên một khối ngọc giản, bẩm báo nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, ngọc giản của đế đô truyền tin đến. Đế đô truyền tin lông mày nhướng lên một cái bách lý kinh vĩ khẽ cười một tiếng đưa tay ngọc giản vẻ mặt kỳ dị nói bản tướng mới bỏ bê công việc ba tháng bệ hạ liền gọi ta trở về ha 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 ngày tháng thanh nhàn sắp kết thúc làm khách ở chỗ của phi vân kiếm vương bản tướng còn không kịp du lịch đủ thật sự là một khác cũng không rảnh rỗi a à, cũng không biết đế đô lại xảy ra chuyện gì nhất định phải nhờ bản tướng về xử trí trang bước đi chỉ ngươi bận bịu đế quốc một ngày đều không thể thiếu ngươi được chưa Khóe miệng run rẩy thượng quan phi vân liếc xéo hắn liếc một cái, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng trên mặt lại gạt ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Châm chọc nói, thừa tướng đại nhân, thật sự là trăm công nghìn việc A, à, đế quốc không có ngài, đều không lên nổi mặt trời A, à. ha ha ha. Nghe ra sự trò phúng trong lời hắn, bách lý kinh vĩ không chút quan tâm, vẫn sắc mặt lạnh nhạt như cũ xem nội dung bên trong. Thế nhưng, một phút sau, mặt mũi hắn đại biến, kêu lên sợ hãi. Thế nào? xảy ra chuyện gì sao không khỏi giật mình hai người thượng quan phi vân cùng nhau kêu lên quay đầu liếc nhìn bọn họ bách lý kinh vĩ hơi hơi trầm ngâm một chút thản nhiên nói lão tổ tông xuất quan muốn triệu tập cửu kiếm vương cùng trọng thần của đế quốc mở hội có vẻ như muốn ra tay với bắc châu cái gì bất bại kiếm tôn xuất quan không khỏi giật mình thượng quan phi vân cùng đan thanh sinh liếc nhìn nhau cùng nhau lên tiếng kinh hô sau đó không tự chủ được lẩm bẩm nói như vậy thiên hạ muốn đại loạn Ai, sao lại nói thế? Ách không, là thời điểm đại thịnh của thiên hạ mới đúng, ha ha ha. Nhìn sắc mặt sầm lại của Bách Lý Kinh Vĩ, hai người thượng quan phi vân cùng đan thanh sinh đồng thời cười khan một tiếng, qua loa tắc trách nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, vừa mới nói, bản tướng chưa nói qua với các ngươi, mời hai vị kiếm vương ngày sau ăn nói cẩn thận. Phải biết, hiện tại các ngươi đã là cửu kiếm vương, trí tôn của Trung Châu, trụ cột của kiếm tinh đế quốc. Đế quốc cường thịnh, các ngươi cường thịnh, lão tổ tông cường thịnh thì các ngươi cũng cường thịnh. Đừng đem lão tổ tông như đối thủ mà đối đãi, tuy nói trong mắt lão tổ tông, những quân nhân các ngươi là đối thủ thực lực mạnh mẽ, sẽ có tâm tình đọ sức, ta cũng có thể lý giải. Nhưng không được kết bè kết lũ, biết không? Ừm. Qua loa gật đầu, hai người đều không cho rằng là như vậy. Biết mình cũng không có lực chấn nhiếp với hai đại kiếm vương, Bách Lý Kinh Vĩ cũng cũng không nhiều lời nữa sau đó hét lớn một tiếng người tới chuẩn bị trở về đế đô bản tướng muốn cùng hai vị kiếm vương đại nhân đi chào lão tổ tông vâng lập tức có người chạy vào kho người cúi đầu muốn đi xuống phân phó chuẩn bị cậy vào thế nhưng không đợi hắn rời đi bách lý kinh vĩ lại mở miệng nói còn có lần trước ta kêu ngươi đi tìm một người đáng tin ở tây châu ngươi tìm được chưa khởi bẩm thừa tướng đã tìm được tốt vậy để hắn trở về tây châu nghe ngóng một ít chuyện cho bản tướng đi. Trong mắt bỗng dưng chảy qua một tia giật mình lo lắng, Bách Lý Kinh Vĩ thở dài một hơi, sâu xa nói. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Phi Vân nghi hoặc, hỏi, thừa tướng đại nhân, ngươi tìm người đi Tây Châu làm cái gì? Các châu đều bố trí phòng ngự, trận pháp kết giới, há lại có người có thể nghe ngóng tùy tiện được. Ta cũng không phải để cho hắn đi nghe bí mật quân sự gì, ta kêu hắn đi dò xét nội tình của một người mà thôi. Người nào? Cổ nhất phàm trong mắt lóe lên tinh mang trên mặt bách lý kinh vĩ hiện lên chút hồi ức cổ nhất phàm người này là một đối thủ thật đáng kính tuy hiện tại hắn đã chết nhưng ta vẫn muốn xem một ít chuyện của hắn xem như nhớ lại đi dù sao làm mưu sĩ con cờ trong tay hắn thực sự quá ít nếu mạnh hơn một chút cũng không thể chắc được ai mới là người thắng sau cùng a ha ha bách lý kinh vĩ không nói tiếp nhưng trong mắt đã có đáp án một đối thủ có thực lực ngang nhau không đến cuối cùng sao có thể kết luận thắng bại nhìn chằm chằm hắn, Thượng quan Phi Vân suy nghĩ một chút, lại thăm thẳm lên tiếng, thế nhưng cổ nhất phàm tâm cơ khó lường, đi đến Phi Vân vương phủ ta có mưu đồ riêng, làm sao chúng ta có thể tra ra bối cảnh chính thức của hắn. Trên đời cao minh nhất cớ, không phải toàn phần nói ngoa, mà chính là trong thật có giả, trong giả có thật. Chậm rãi lắc lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến, cổ nhất phàm là người thông minh, tất nhiên sẽ không toàn dùng những lời nói dối lừa ta, bởi vì như vậy liền rất dễ dàng lộ hãm riêng là chỗ xuất thân, một số nhân tình của phong thổ, đặc sản tục vật đều không hoàn toàn giống nhau, rất dễ dàng bị bại lộ. Cho nên cho dù tên hắn là giả, nhưng lai lịch nhất định là thật. Mà dạng thiếu niên tài tuấn như hắn, ở Tây Châu cũng không có khả năng là hạng người bừa bãi vô danh. Cho nên ta muốn tra một chút, hắn đến tụt cùng là ai? Có thể ra thủ cùng Bách Lý Kinh Vĩ ta mà không rơi xuống hạ phong, đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Trên mảnh đất mênh mông, lông ngỗng phi tuyết gào thét bầu trời, tàn phá giữa bầu trời lạnh tanh này nhuộm thành một mảnh trắng xóa cũng khu vực mênh mông này bị bao phủ bởi tuyết dày một đại hán cao chín thước một chân đạp xuống cũng có thể bị bao phủ đến cả nửa thắt lưng mùa đông khắc nghiệt như thế thê lương đến mức không có một chút sinh cơ đoán chừng cũng không có người sẽ đi lại dưới khí trời khắc nghiệt như vậy cho dù tu giả có thực lực cao siêu tất nhiên không muốn đỉnh gió tuyết đầy trời như thế đối phó với ông trời nhất định phải lên tới tuyệt đỉnh nhìn mặt đất bao la này tầm mắt bao quát non sông biểu hiện chi khí anh hùng của chính mình. Bất quá bên trong vùng đất khỉ ho co gáy như thế, lại có hai bóng người cô độc đang đi trong mảnh trắng xóa này, hóa thành hai chấm đen nhỏ, chiếu dọi trên một mảnh gió tuyết, vừa bất ngờ mà lại không hợp thời. Răng rắc, răng rắc. Từng tiếng chân đạp tuyết động đứt quãng vang lên, một bóng người cao lớn có chút gầy yếu, hơi hơi đình trệ một chút, sau đó lại đem một thân ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh cõng trên lưng, thở hồng hộc mấy hơi, nôn ra từng miệng xương trắng, lại tiếp tục khó khăn đi về phía trước. Chỉ là, thân ảnh kia tuy có chút suy yếu, thỉnh thoảng lại dừng trong gió tuyết, giống như đứng đều đứng không vững, nhưng rất nhanh lại kiên định thân thể, tiếp tục đi tiếp. Mặc dù khí trời lạnh lẽo như vậy, nhưng bóng người kia vẫn chảy mồ hôi dòng dòng, thân thể mềm mại trên lưng người kia, cũng chậm rãi mở ra hai con người suy yếu, khẽ mở bờ môi đã khô quắc, âm thanh mang theo tiếng khóc, "Lão cha, ta đã không được, mấy tháng này ngươi đã luyện chế đan dược thập nhất phẩm cho ta." vì ngăn lại tốc độ chảy máu của ta lại vì ta luyện chế bổ huyết hoàn làm cho nguyên lực hao tổn to lớn ngươi vốn có trọng thương trên người càng bị nguyên khí đại thương lại cõng ta như vậy liên tiếp mấy tháng trời hiện tại ngươi bay cũng bay không nổi nếu tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chịu không được lão cha ngươi ném ta đi đi một mình là được ngày giờ của ta đã không còn nhiều tội gì phải chịu liên lụy vì ta im miệng thế mà còn không đợi hắn nói xong bóng người cao lớn kia đã thở từng ngụm từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc ngẩng đầu lên chính là một khuôn mặt quen thuộc không phải chắc phàm thì là ai chỉ bất quá giờ này khác này khuôn mặt của chắc phàm cũng trở nên tiều tụy mặt không có chút máu nhưng hai tròng mắt lại còn ánh sao sáng láng hiện ra vẻ kiên định chợt cắn răng một cái tiếp tục cất bước tiến lên trên mặt vô cùng kiên nghị tiểu tam tử ngươi nghe kỹ cho ta ta mới là cha ngươi dựa vào cái gì phải nghe ngươi tóm lại vô luận thế nào ta đều sẽ đem ngươi còn sống mà đưa về Tây Châu để hai lão già hỏa kia cứu ngươi. Thế mà Tây Châu cách nơi này có mấy nghìn vạn dặm xa, bao giờ chúng ta có thể đuổi tới? Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, lão cha ngươi nhất định chịu không được. Mí mắt không khỏi hơi run, chắc phàm không nói gì, chỉ là vẫn ngoan cường như cũ. Thật lâu sau mới cắn răng nói, coi cần dựa vào đôi chân này, ta cũng nhất định có thể đem ngươi đưa trở về. Mà chúng ta cũng không cần phải bôn ba như vậy lại thêm lộ trình 10 ngày nữa tháng nữa, chúng ta đã tới Kim Thành. Ở nơi đó, thế nhưng có truyền tống trận mà Nam Châu cung cấp. Đến lúc đó, chúng ta về Tây Châu chỉ trong nháy mắt mà thôi. Truyền tống trận Lông mày lắc một cái, cổ tam thông mất mát lắc lắc đầu, cười khổ ra tiếng, lão cha, ngươi cũng biết, truyền tống trận Nam Châu này là đường buôn bán hai đầu. Quan đạo nắm giữ trong tay kiếm tinh đế quốc, lúc chúng ta tới đến Trung Châu, cũng không có cách nào dùng được, càng không nói đến hiện tại mà đường buôn bán. Ha ha, bị đệ nhất thương hội nắm giữ tại Nam Châu, hối thông Nam Châu, không để ý tới chính sự. Mà sử dụng đường buôn bán, cũng trưởng sự các châu đồng ý, mới có thể liên thông. Hai người chúng ta đều những tồn tại không thể lộ ra ánh sáng, sao có thể chịu đựng được sự điều tra của bọn họ. Ánh mắt hơi run, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, nhưng rất nhanh lại kiên định, cắn răng nói, yên tâm đi, có lão cha ở đây, truyền tống trận này, ta dùng chắc. Nói rồi, Chắc phàm bỗng nhiên một bước bước ra, hung hăng phóng về phía trước, cứ việc mồ hôi đầm đìa, nhiệt khí toàn thân cũng bị bốc lên, nhưng hắn vẫn nắm chặt quyền như cũ, đón gió tuyết, mãnh liệt tiến lên, nỗ lực kiên trì. Lão cha, ngươi thật tốt. Cảm nhận được bóng lưng rộng lớn của chắc phàm, hai con ngươi cổ tam thông lại đầy tràn nước mắt, nhẹ ngào lên tiếng, ngay sau đó, hắn lại suy yếu mà lần nữa nhắm mắt lại. Máu tươi vẫn chảy ra từ trong cánh tay, tại mảnh gió tuyết trắng xóa này, nhiễm lên một màu sắc đỏ tươi. Mà lại, khí tức của hắn cũng càng ngày càng yếu ớt, thậm chí thân thể cũng bắt đầu rét lạnh. Tuy không có cảm nhận được điều bất thường của tiểu tam tử ở sau lưng, cũng không nghe thấy hơi thở yếu ớt của hắn, trong lòng chắc phàm lúc này chỉ có hai chữ, tiến lên, không ngừng tiến lên. Trong mắt hiện lên ánh sáng bất khuất, chắc phàm từng bước từng bước đi về phía trước, giống như một con bò, cho dù phía trước DAAI không có đường, cũng phải dẫm tới mức ra một đường mà đi tiếp như thế như vậy một canh giờ trôi qua chắc phàm kìm nén một hơi đi tới hai canh giờ trôi qua chắc phàm thở hồng hộc nhưng vẫn như cũ nỗ lực đi về phía trước chỉ là tốc độ đã có chút tập tễnh ba canh giờ trôi qua tốc độ của chắc phàm đã vô cùng chậm chạp đã rất khó tiến thêm một bước chỉ dựa vào sức nặng của thân thể mà đầy tuyết động bước về phía trước mở ra đường lại khó nâng lên nửa bước thẳng đến năm canh giờ sau thân thể của chắc phàm cuối cùng cũng đã đi tới điểm giới hạn tuy hắn vẫn cắn răng liều mạng bước lên phía trước, nhưng cũng đã không cách nào nhúc nhích, gâu in như thân thể đã không còn phải là của hắn vậy, toàn thân sớm đã bị đông tới cứng ngắt, không thể động đậy. Sau cùng tinh thần lực của hắn cũng đã tới cực điểm, mắt tối sầm lại, bỗng dưng lao về một mảnh tuyết trắng, ngất đi. Mà cổ tam thông trên lưng hắn sớm đã hôn mê, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đã bắt đầu cứng ngắc, trở nên càng thêm băng lãnh, cánh tay bị chảy máu tơi càng ngày chảy càng chậm chạp, giống như đã có dấu hiệu sắp chảy hết cuồng phong vẫn hô gào như cũ phi tuyết vẫn phiêu đãng dấu chân trăm cay nghìn đắng của hai người rất nhanh liền bị phi tuyết vùi lấp hoàn toàn biến mất không thấy liền ngay cả thân thể của hai người cũng dưới đầy trời gió tuyết này dần dần chui vào lòng đất rất nhanh liền không có tung tích thiên địa vô tình đem hết thảy của thế gian đều xóa bỏ bất luận ngươi là ai đều chỉ là một khách qua đường của thế gian này trung quy phải trở về tự nhiên ầm ầm nơi này vẫn không có gì một mảnh trắng xóa vẫn bọc lên một tầng áo bạc nhìn không thấy nơi cuối, chính là một thế giới lạnh như băng xương. Một cỗ xe lớn tàu thủy, lớn như một ngọn núi nhỏ, phía trước là ba linh thú hung mãnh đầu cao hơn sáu trượng, trong gió tuyết gào thét này, lại có thể tùy tiện huy sái gót sắt, thẳng lao vụt, chỉ trong nháy mắt, liền đã xẹt qua khoảng cách nghìn mét. Cái này là từ từ ba đầu linh thú cấp 3, kéo xe ngựa đang tùy ý rong đuổi, hoàn toàn không sợ phong tuyết của thiên địa. Mà trong xe ngựa, nhẹ la trước trướng, một đỉnh lưu hương, xương mờ lượng lờ, đạm mạc bay hơi, loan trướng phấn hồng, hiển thị rõ chủ nhân là nữ tử, hương thơm ngào ngạt, cho dù bên trong gió lãnh bão táp này cũng khó có thể che giấu mảy may. Ngừng, thế mà, ngay tại cái này phong cách đến như muốn hung hăng càn quấy xe lớn tùy tiện chạy như bay thời khác, một tiếng rung động lòng người quát nhẹ lại là đột ngột được từ cái kia xe lớn bên trong mang ra. Kít, bỗng nhiên chậm lại, ba con linh thú đẳng cấp nhất dừng bước chân lại. Tiểu thư, làm sao vậy? Lúc này, lại một thanh âm non nớt dí dỏm phát ra, hơi nghi hoặc mà nói. Truy, bên ngoài có vết máu hay không? Vết máu. Màn lụa nhẹ vịn, từ trong xe ngựa chui ra một cái đầu nhỏ, đại khái 16-17 tuổi, hai con người linh tính 10 phần. Tại trong khu vực đầy gió tuyết này, trước sau nhìn xem, lại nhướng mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, không có A, à. tiểu thư, ngài có phải hay không đã nhìn lầm. Không nói gì, người kia trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói, truy, đi xuống xem một chút, dưới tuyết động kia có người sống hay không a à, cái gì à kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi đi ta hành y nhiều năm như vậy đã quá quen thuộc với mùi máu tươi nhất định là có người gặp nạn chỉ là hiện tại phong tuyết lớn như vậy chỉ sợ đã bị vùi lấp vào chỗ sâu truy còn không mau đi tìm kiếm trong xe truyền ra tiếng nói giống như hoàng anh thấm vào ruột gan nhưng trong lời nói lại tràn đầy nghiêm túc ngữ khí không cho chống lại nói bất đắc sĩ nhún nhún vai tiểu cô nương kia tung người tử nhảy xuống xe ngựa một bên tỉ mỉ tìm tòi một bên phát ra lời bực tức đi thì đi ai bảo ngươi là tiểu thư đâu truy ngươi nói cái gì ách không có gì ta nói là a à, thật có người a à. một mực đang tìm kiếm trong tuyết trụy nhi từ chối cho ý kiến đáp lại lời tra hỏi của tiểu thư lại chợt quát to một tiếng hai mắt trừng lớn bỗng nhiên duỗi ra cánh tay non nớt cắm vào trong một đóng tuyết lớn sau đó ẩm vang một tiếng liền từ trong đóng tuyết đó lôi ra hai bóng người một lớn một nhỏ bịch một chút ném trên mặt đất, nhìn một mảnh đỏ tươi trong tuyết động kia, lại nhìn hai đạo nhân ảnh này, Trị Nhi kia kêu lên, tiểu thư mũi của người cũng thật linh, nơi này thật có hai người một lớn một nhỏ bị tuyết vùi ở đây, dường như đông cứng, đứa bé kia cũng đang không ngừng chảy máu, giống như cũng nhanh chảy khô, cái gì trong trời giá rét như thế mà còn không ngừng chảy máu? Bên trong chiếc xe lớn tràn ra một tiếng kinh nghi, sau đó chặn lại nói, Trị Nhi nhanh đưa bọn hắn lên đây, riêng đứa nhỏ kia chỉ sợ đã bị trọng thương, nhất định phải cứu chị ngay lập tức. Vâng, bỗng nhiên gật đầu một cái, chị Nhi kia muốn tiến lên, nhưng bỗng dưng lại chỉ trệ, có chút chần chờ nói. Nhưng tiểu thư, hai người kia đều là nam nhân, cứ như vậy mà đưa lên xe của người, chỉ sợ không ổn đâu. Phải biết, xe của người, còn không có người nam nhân nào bước vào. Đứa bé này còn dễ nói. Sao lại có nhiều quy củ như vậy, cứu người quan trọng? Không chờ nàng nói hết lời, một tiếng quát lạnh đã truyền ra từ trong xe bình tĩnh gật đầu chị nhi cũng không nhiều lời nữa bỗng nhiên đem thân thể hai người nhấc lên liền ném lên xe lớn sau đó chính mình cũng nhảy lên tiếp tục lái yến lên phía trước chỉ để lại một mảnh tuyết vừa bị máu nhuộm đỏ dần dần trong gió tuyết chậm rãi biến mất không thấy gì nữa bên trong cỗ xe lớn ấm áp chị nhi đem thân thể lạnh băng của hai cha con chắc phàm tùy tiện ném tới ngoài sảnh trong xe trước một mảnh màn tre nhìn về phía loan trướng cười nói tiểu thư hai người đều đã đưa đến chỉ là máu của đứa nhỏ này lại dính lên sa giá của tiểu thư, thật là có chút đáng tiếc. Trên đời chân quý nhất là sinh mệnh, một vết máu dính xe, rửa sạch là được, có gì phải tiếc. Khẽ cười một tiếng, siêu một tiếng, một sợi tơ đỏ thẩm đã bắn ra từ bên trong màn che kia, lúc này quấn lên cổ tay của chắc phàm, nguyên lực cuồn cuộn xuyên vào thân thể hắn. Không khỏi bất đắc dĩ bĩu môi, trụy nhi nhỏ giọng nói lầm bầm, ngươi đương nhiên không quan tâm, dù sao việc rửa xe cũng không phải việc của ngươi. Chị Nhi, ngươi lại cảm giảm cái gì đấy? Ách, không có gì, ta chỉ đang nói tiểu thư đại nhân đại nghĩa, chị Nhi tất sẽ cúc cung tận tụy vì tiểu thư, đến chết mới thôi. Sắc mặt vội nghiêm lại một chút, chị Nhi thề nói. Bất giác khẽ cười một tiếng, siêu một tiếng, sợi tơ trong màn tre đã thu hồi lại, thản nhiên nói, tiểu nha đầu, đừng cầu nhau nữa, làm chính sự đi. Người này không có gì đáng ngại, chỉ là sau khi trọng thương, vất vả lâu ngày mới thành tật, nguyên lực bị hao tổn quá độ, lực kiệt mà suy cho hắn ăn một ít nguyên đan nghỉ ngơi mấy ngày tất nhiên có thể tỉnh lại vâng tiểu thư cười hì hì một tiếng chị nhi lập tức đỡ chắc phàm dậy xuất ra một bình xứ nhỏ đổ ra một khảo đan hoàn màu xanh đút cho hắn nhưng rất nhanh lại nghi ngờ nói a à, người này cũng là thần chiếu cảnh a lại còn sẽ kiệt lực cũng không phải là hạng người yếu kém đó chứ ngay cả nguyên lực trong cơ thể mình cũng không biết khống chế có lúc không phải là không khống chế tốt mà chính là không thể không toàn lực ứng phó, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Người này bị vùi trong tuyết động, chỉ sợ là có quan hệ cùng đứa nhỏ này đi. Siêu. Lại một tiếng vang nhỏ, bên trong màn tre lại bắn ra một sợi tơ đỏ thầm, lúc này quấn cổ tay tiểu tam tử sắc mặt đã tái nhợt, nguyên lực cuồn cuộn lại tỉ mỉ dò xét. Thế nhưng không dò xét bao lâu, sau một hồi, người bên trong màn tre kia giật mình, đứa nhỏ này. Thật kỳ quái. Trong cơ thể lại có hai cỗ năng quấn quýt phá hư lẫn nhau, đang phá hủy chỗ bị thương trên cánh tay hắn, khiến huyết mạch khó có thể ngưng kết, lúc này đã hơn phân nửa máu, đã đến lúc nguy hiểm. Nếu không thể mau chóng cầm máu, chỉ sợ mạng kẻ này coi như xong. Chị Nhi, cầm ngưng huyết đàn. Vâng, tiểu thư. Gật đầu một cái, chị Nhi nghe giọng điệu nghiêm trọng như vậy của tiểu thư nhà mình, cũng thu hồi vẻ mặt đùa dỡn, trở nên nghiêm túc, sau đó móc ra một khỏa đan hoàn đỏ thẩm, cho cổ tam thông ăn vào. Đan hoàn hòa nhập vào thể nội liên hóa thành một đạo thanh liêm hồng sắc chạy đến toàn thân cao thấp của hắn, sau cùng tiến đến gần phụ cận vết thương kia. thế nhưng không đợi thuốc phát huy ra hiệu lực, đụng một tiếng, dược khí kia đã bị năng lượng ngay vết thương đánh cho sơ xác, tan biến vô tung. máu tươi cuồn cuộn vẫn chảy xiết không dừng, thậm chí bởi vì có đan dược kích thích, máu chảy so với lúc trước còn nhanh hơn. mà sợi chỉ hồng trên cổ tay của tiểu tam tử cũng rung động một chút, xẹt qua một đạo chập trùng rõ ràng, nhanh chóng trở về bên trong màn che kia không khỏi nhất thời giật mình tiểu thư kia lúc này quát to lần nữa ngũ phẩm cầm máu đan dược vô dụng cầm thức phẩm hóa ứ đan đến đây nếu không hóa giải hai luồng lực lượng đang đấu đa nhau của tiểu tử này cầm máu vô vọng vâng tiểu thư sắc mặt cũng có chút gấp chị nhi còn chưa lần nào nhìn thấy tiểu thư nhà mình lại hoảng loạn như vậy không khỏi vội vàng lấy ra một hạt đan hoàn lần nữa cho tiểu tam tử ăn vào thế nhưng là chuyện giống vừa nãy lại lần nữa phát sinh dược lực của hóa ứ đan này vốn là muốn làm tan đi cỗ lực lượng quỷ dị kia, nhưng năng lượng kia lại quá cường đại, mà lại dị thường quỷ dị, dược lực chỉ đụng một cái, liền bị đánh sơ xác, bài xuất ra cơ thể. Nhưng mà không phải chỉ vậy, bởi vì sự kích thích của dược lực không thể ngăn chặn lại năng lượng này, còn để cho năng lượng càng thêm bắn ngược, vết thương của cổ tam thông cũng chảy máu càng ngày càng nhanh. Mấy ngày nay chắc phàm tự mình luyện chế đặc thù đan dược, để cho tốc độ chảy máu của cổ tam thông chậm lại, nỗ lực áp chế cỗ năng lượng kia, có thể nói là triệt để uổng phí. Đây gọi là làm trở ngại chứ không giúp được gì đi. Hiện tại chắc phàm là hôn mê bất tỉnh, nếu là hắn tỉnh táo lại, nhìn đến loại tình hình này, không phải một bàn tay hô lên chủ này bộc hai người mặt không thể. Đã không hiểu cũng không nên trị vậy, các ngươi làm như thế, sẽ hại chết tiểu hài tử. Thế nhưng, các nàng làm sao lại biết, thương thế của đứa bé này sẽ quỷ dị đến như vậy. Giờ này khắc này, nhìn thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ có là nha hoàn kia liền xem như vị tiểu thư đang trong màn tre cũng đã bối rối kết quả là theo từng tiếng quát nhẹ tiểu thư kia vội vã chỉ huy nha hoàn thì lại không ngừng móc ra đan dược cho tiểu tam tử ăn vào nhưng mà vẫn y như cũ thậm chí chảy càng ngày càng nhanh đến sau cùng vết thương đổ máu của tiểu tam tử đã chảy xe không ngừng nhuộm đỏ cả chăn lông trong xe lớn đỏ tươi một mảnh thấy tình cảnh này chị nhi kia cũng không khỏi cuống cuồng lên Đầy mặt cấp bách nói: "Tiểu thư, nên làm cái gì bây giờ, đứa nhỏ này bị chúng ta trị càng lúc càng nặng a." À? "Đúng vậy a, à, thương thế của đứa nhỏ này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Bách dược cũng khó trị." Tiểu thư bên trong màn che, mặt mũi cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại chợt nghĩ đến cái gì, nghi hoặc lên tiếng: "Chẳng lẽ, thương thế của đứa nhỏ này là do kiếm khí của thần kiếm tạo nên?" Nếu nói như vậy, cũng không đúng a, à, cho dù là do thần kiếm làm ra thương thế chỉ là khôi phục chậm chạp hơn chút mà thôi, nhưng cũng không tới cấp độ vô phương cứu chữa như vậy, đến tột cùng vì cái gì chứ? Tiểu thư, ngài cũng đừng hỏi vì sao, ta sợ người lớn này một lát tỉnh lại, nhìn thấy đứa bé này như vậy, sẽ hỏi chúng ta sao lại làm như vậy. Nhưng, hắn chỉ là thần chiếu cảnh, chúng ta cũng không cần phải sợ hắn. Khóe miệng xẹp lại, vẻ mặt trị nhi khổ bức nói, nhưng danh dự của tiểu thư A, cả đời anh danh đều bị hủy. Ai, sớm biết vừa rồi sẽ không cứu bọn hắn. Trầm mặc, bên trong màn trai kia, không nói một câu, thật lâu mới sâu xa nói, cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Mộ dung tuyết ta sao lại coi như không thấy được, đã gặp được, lại há có lý lẽ không cứu. Chị Nhi, đem Bắc hải ngưng dao lấy ra, đắp lên cho đứa nhỏ này. Không khỏi giật mình, lúc này chị Nhi kia sợ hãi, bác hải ngưng dao. Không nên không nên, thứ này mười phần chân quý, là kỳ dược để chữa ngoại thương lần này chúng ta đi Bắc Châu, phải nói hết lời với người ta mới có thể cầm trở về một chút, còn phải bỏ ra cái giá lớn. Đây là chuẩn bị cho gia chủ rừng, phòng hờ bất cứ tình huống nào, há có thể tùy tiện cho một người ngoài. Thế thì quá đáng tiếc đi. Không nói gì, người bên trong màn tre cũng đang suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh nói, y tiên mộ dung tuyết ta ra tay, có khi nào lại thành xác chết. Lần này, lại chỉ là một đứa bé. Bắc Hải ngưng giao mặc dù chân quý, nhưng ngày sau vẫn còn có thể lại lấy, nhưng nếu không cứu mạng của đứa bé này thì cũng không có cơ hội nữa. Huống hồ lấy thực lực của đại ca phải dùng đến Bắc Hải ngưng giao này cũng không biết là chuyện của năm nào tháng nào. Lời tuy như thế, nhưng nếu dùng xong bảo vật này, đứa nhỏ này vẫn có thể cứu về như cũ, chẳng phải uổng phí hết sao. Linh dược dùng để cứu mạng người, nào có đạo lý lãng phí. Xì cười một tiếng, mộ dung tuyết nhìn rất thoáng, không lấy vật vui, không để chính mình buồn, thì thào lên tiếng, chị nhi, còn không mau dùng thuốc. Đến cùng ta là tiểu thư, hay ngươi là tiểu thư, ngay cả lời ta nói đều không nghe. Khóe miệng xẹp lại, sắc mặt trị nhi do dự, trong lòng vạn phần không nỡ, nhưng sau khi nghe thấy lời của tiểu thư, không có cách nào, cũng chỉ có thể mang lên vẻ mặt không tình nguyện mà lấy ra một cái hồ lô, nhẹ mở nắp, hơi nghiêng bình. Một dòng tương dịch màu trắng chậm rãi đổ ra, toàn thân trong suốt, tản ra mùi thơm ngát vô cùng, trượt xuống cánh tay đang bị trọng thương của cổ tam thông. Chỉ một thoáng, chuyện thần kỳ phát sinh, phàm là những chỗ bị tương dịch kia chạm vào, tốc độ máu chảy ra ngoài liền dừng lại, sau cùng lại không còn chảy nữa, đợi khi tương dịch phủ đầy vết thương, dần dần ngưng cạn, liền nhanh chóng kết vảy, lại khó tràn ra mảy may. Mà năng lượng quỷ dị chung quanh vết thương kia vẫn đang quấn quýt và đập vào nhau, như muốn phá hủy đồ vật ngăn máu chảy ra, nhưng mà, một đạo ngân quang rơi xuống, cấp tốc áp chế nó xuống, lực lượng này rốt cục cũng không nổi lên nữa chỉ có tương dịch kia hiện ra ánh sáng ngân sắc cuồn cuộn sau đó dần dần dung nhập vào thể nội của tiểu tam tử biến mất không thấy gì nữa mà thương thế trên cánh tay của tiểu tam tử cũng trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp giống như chưa từng bí thượng da thịt non mềm vô cùng mịn màng thấy tình cảnh này trị nhi vui vẻ kêu lên tiểu thư thành công mạng đứa nhỏ này được cứu rồi đúng vậy a à, bắc hải ngưng giao chính là thiên địa kỳ vật thánh phẩm trị thương a danh bất hư truyền thở dài một hơi Tiểu thư kia cũng là yên lòng, than nhẹ lên tiếng. Chỉ bất quá, sau khi hoan hỉ, chính là đau lòng, sờ lấy cái kia đã thiếu hơn phân nửa tương dịch bảo hồ lô, Trị Nhi không khỏi một trận sầu bi, đáng tiếc. Cứ như vậy một chút, 10 triệu thạch thánh linh thạch không có. Chúng ta trở về, gia chủ không phải nổi trận lôi đình không thể. Ha ha ha, đại ca ta là người nho nhã, nếu như biết chúng ta dùng để cứu người, chắc cũng không tức giận. Ai, chỉ hy vọng như thế, 10 triệu a ô ô ô, trên mặt đều là vẻ đáng tiếc, khóe miệng Trụy Nhi co rúm, sau đó thỉnh thoảng nhìn về phía Trác Phàm đang hôn mê bất tỉnh, không biết chút tình huống gì bên ngoài, nói, "Uy, người lớn kia, ngươi thế nhưng thiếu chúng ta 10 triệu linh thạch, nhớ đến trả nha." Phốc. Nghe được lời này, bên trong màn tre truyền ra một tiếng bật cười đến, trị Nhi, hắn chỉ là một tu giả thần chiếu cảnh mà thôi, sao có thể có 10 triệu thạch linh?" Thi Ân bất cầu báo, chờ hắn tỉnh lại, đưa hai người phụ tử bọn hắn rời đi thì tốt rồi. Hừ, nhưng vậy thì quá có lợi cho bọn họ. Bất đắc dĩ bĩu môi, vẻ mặt Trị Nhi đầy oán niệm, cũng không biết kiếp này Cua bọn họ có phúc gì, có thể ngay thời khác nguy hiểm liền gặp được tiểu thư, cứu bọn họ thoát khỏi nguy nan, còn không lấy thủ lao. Nếu như bọn họ tỉnh lại, lại xem trên người bọn họ có bao nhiêu linh thạch, toàn bộ cướp đi, thịt mũi cũng là thịt a, à. cũng không nên cho không, chuyện miếng bánh trên trời rơi xuống như vậy, không phải dễ dàng gặp được. Nghe được lời này, Mộ Dung Tuyết mỉm cười, cũng không mở miệng. Thế nhưng các nàng làm sao có thể nghĩ đến, hai cha con được các nàng vô tình cứu giúp, không phải người tốt, mà chính là ma vương, không phải nghèo bức, mà chính là thổ hào đây. Chắc hẳn đến lúc đó, trừ Bắc Hải ngưng giao ra, thứ mà chắc phàm có thể cho các nàng, muốn so với tưởng tượng, quý hơn rất nhiều.